Thưa quý vị và các bạn, một vụ sập cầu vượt kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Belo Horizonte của Brazil, nơi đăng cai World Cup năm 2014 trong ngày hôm qua. Hiện có ít nhất 2 người chết và 21 người khác bị thương. Tuy nhiên, theo quan chức địa phương, thì con số nạn nhân sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới. Trong thời gian qua, công tác chuẩn bị của Brazil cho World Cup đã gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là do cố gắng hoàn thành tiến độ, nên nhiều nhà thầu ở Brazil đã bỏ qua vấn đề an toàn lao động. Và trong ngày hôm qua, thành phố Belo Horizonte, thủ phủ của bang Minas Gerais, dự kiến sẽ là nơi diễn ra trận bán kết World Cup vào tuần tới, lại tiếp tục đón nhận những thảm kịch tai nạn lao động mới. Cây cầu vượt bằng bê tông cốt thép vốn đang được thi công đã sập xuống một tuyến quốc lộ đông đúc. Chiếc cầu bị sập đã rơi trúng phần đầu của một chiếc xe buýt và hai xe tải xây dựng. Một chiếc ô tô cũng bị đè bẹp. Tuy nhiên, công ty Cowan vốn xây dựng chịu trách nhiệm thi công cầu vượt cho hay công ty rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra. Đến nay, các công tác cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương và thi thể của nạn nhân xấu số đã được đưa ra ngoài. Tuy nhiên, giới chức thành phố chưa công bố nguyên nhân khiến cầu bị sập. Tôi chắc chắn có sai sót nào đó. Tôi không muốn thấy việc này tái diễn. Tôi đã yêu cầu các bên liên quan nhanh chóng điều tra nguyên nhân của vụ việc. Trong khi đó, những người biểu tình yêu cầu chính phủ Brazil và FIFA chịu trách nhiệm trước vấn đề này. Chúng tôi không muốn thấy thêm người dân Brazil thiệt mạng vì World Cup. Chúng tôi muốn sự cải cách giáo dục, bệnh viện, chứ không phải thấy những gì đang diễn ra. Cho đến nay, ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng, cải tạo các sân vận động trước khi World Cup khai mạc. Hồi tháng trước, một công nhân cũng thiệt mạng trong một vụ tai nạn xây dựng tại thành phố lớn nhất của Brazil, São Paulo.